để góp phần tăng cường kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Bước vào mùa hè năm nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện phối hợp với Trường Phổ thông Triệu Sơn tổ chức mở các lớp dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp nghỉ hè năm 2023. Từ đầu mùa hè đến nay, toàn huyện có 15 lớp dạy bơi cho trên 300 học sinh. Trong đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện phối hợp với Trường Phổ thông Triệu Sơn đã tổ chức mở được 4 lớp dạy bơi cho gần 86 học sinh ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện và các huyện lân cận như Đông Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống. Tại các lớp học bơi, các em được giáo viên, huấn luyện viên Trần Trung Dũng hướng dẫn kỹ năng bơi lội cơ bản, bao gồm những bài tập khởi động, động tác cơ bản của các bài tập bơi và thực hành trên bể bơi di động, như cách thở dưới nước, cách tập nổi, cách đạp chân, tay, kỹ thuật bơi ếch, bơi sải cơ bản, kỹ năng cơ bản để phòng ngừa đuối nước, đứng nước kiểu ếch và cách nổi ngửa trên mặt nước. Tất cả các em sau khi kết thúc lớp học từ 10 đến 12 ngày đều biết bơi. Là giáo viên thể dục thể thao đang công tác tại ngành giáo dục huyện Triệu Sơn. Trong hơn 10 năm qua thì khi đại học thể dục thể thao ra trường xong thì tôi có quay trở về quê hương để mở ra một cái chương trình dạy bơi phòng tránh đuối nước. Tôi đã kết hợp với trường phổ thông Triệu Sơn mở ra một cái trung tâm câu lạc bộ thể dục thể thao trải nghiệm hè giúp đỡ tất cả các em ở trên toàn bộ địa bàn huyện Triệu Sơn và các huyện lân cận kể cả như là các tỉnh ngoài trong mùa hè để về được học bơi cơ bản là bơi nâng cao giúp em phòng tránh đuối nước và nâng cao sức khỏe để có những cái mùa hè thật vui tươi. Trong cái chương trình dạy bơi phòng tránh đuối nước của tôi sẽ làm lan tỏa toàn bộ huyện Triệu Sơn này và tất cả các điểm ở các xã và rất mong là trung tâm văn hóa thể thao văn hóa các cơ quan ban ngành chức năng của huyện quan tâm đến cái chương trình dạy bơi phòng tránh đuối nước hè để chúng tôi thực hiện chương trình này lan tỏa trên toàn bộ huyện Triệu Sơn. Thông qua lớp học giúp các em có cơ hội học bơi một cách bài bản, được trang bị những kiến thức biết bảo vệ bản thân, cách xử lý tình huống khi bị đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra. Mục tiêu đặt ra là 100% học sinh nắm vững các kỹ năng, kỹ thuật bơi sau khi kết thúc khóa học. Qua đó, để các em vừa nâng cao sức khỏe, vừa có môi trường học tập vui chơi lành mạnh và an toàn, góp phần phòng tránh giảm thiểu rủi ro trẻ em bị tai nạn thương tích do đuối nước gây ra.